Rồi, chào anh em. Có mấy anh em kêu là căn biệt thự này 7.5 tỷ là sẽ không làm được nha. Thì đây là hiện tại thì quá trình bên mình đang hoàn thiện của căn biệt thự này nè. Đó, hoàn thiện nội thất. Bên trong thì bên mình sử dụng chỉ tường BU nha anh em. Chỉ tường BU này sẽ được sơn giác vàng. Đó. Cửa này thì bên mình sẽ sử dụng dòng là cửa gỗ gõ đỏ nha anh em. Gõ đỏ Nam Phi. Phòng nhà vệ sinh thì bên mình sử dụng các thiết bị như là Toto, Inat. Đó. Còn lan can thì bên mình sẽ sử dụng lan can nhôm đúc nha. Lan can nhôm đúc. Rồi, còn tổng thể thì bên mình bên này là chỉ tường. Rồi cửa hai cửa sảnh chính này bên mình sử dụng là cửa gõ đỏ. Rồi mời anh em lên lầu xem. Nhiều anh em nói là 7.5 tỷ là đồ tào lao, nhưng mà đây nên mình đang sử dụng là nền đá hoa cương, toàn bộ nền đá hoa cương luôn nha. Đây, vào đây em, nền đá hoa cương, tường thì được địa chỉ BU nha, toàn bộ tiêu chí BU đó, nền toàn bộ full nền đá hoa cương, full nền đá hoa cương nha. Vào đây đó, lan can nhôm đúc đó, nhôm đúc nhà hết đấy anh em. Cửa thì gõ đỏ, cửa gỗ gõ đỏ luôn nha anh em. Đó, lan can nhôm đúc, toàn bộ nhôm đúc hết nha, nhôm đúc tay vịn nhôm cũng nhôm luôn. Vị trí này là sẽ là phòng thay đồ, phòng master nha. Đây là phòng master này đó, phòng thay đồ, nhà vệ sinh. Gạch này bên mình sử dụng gạch là 40-80. Gạch này có đơn giá tầm khoảng 400 ngàn một mét vuông. Cửa bên ngoài thì bên mình sử dụng dòng cửa này là ngói bi tâm nè. Ngói bi tâm này rất là tốt. Cái này cũng được sử dụng lan can nhôm đúc luôn nha anh em. Đó, 7.5 tỷ thì nó sẽ cái tầm vật tư như vậy nha. Thì nếu anh em nào biết thêm chi tiết thì cứ liên hệ bên mình.